Xin kính chào quý vị và các bạn. Như vậy là sau khá nhiều sự chờ đợi thì ngày hôm nay 16 tháng 5, Hyundai Thành Công đã chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Tucson thế hệ mới nhất, và đây là thế hệ thứ 3 tại Việt Nam. Chiếc xe Tucson mà chúng ta đang quan sát đó chính là phiên bản cao cấp nhất, sử dụng động cơ 1.6 turbo máy xăng. Hiện tại thì Tucson 2019 có 4 phiên bản tại Việt Nam, giá khởi điểm từ 799 triệu. Giá trên là đã bao gồm VAT các bạn nhé. Đây là tổng thể phần đầu của chiếc xe Hyundai Tucson, một cái thiết kế khá là mới, đặc biệt nằm ở cụm đèn pha. Các bạn thấy hiện tại bây giờ cái phiên bản Tucson này được trang bị thay vì hai cái đèn bi LED như trước đây, mẫu Tucson 2019 này được trang bị cụm đèn rất là đẹp. Nó gồm 5 tinh thể đèn LED với 5 tinh cầu thủy tinh chứa hàng chục cái bóng đèn nhỏ mỗi cụm, và giúp cho chiếc xe đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như là cung cấp cái lượng ánh sáng rất tốt khi vận hành trong điều kiện ánh sáng yếu. Mặt ca lăng thì cũng được làm sáng sủa hơn, có thể nói là như vậy, 5 cái thanh giằng ngang mạ chrome sáng bóng. Chiếc xe chúng ta đang quan sát là phiên bản màu đỏ đô, và với cái màu sắc này thì các bạn thấy là nó rất nổi bật. Phần la răng cũng được làm hoàn toàn mới. Phiên bản Tucson này sẽ được trang bị la răng 19 inch. Tổng thể phần thân xe chính là điểm ít thay đổi nhất, gần như cái phiên bản thân xe và đuôi xe này không thay đổi gì nhiều. Cụm đèn hậu vẫn giữ nguyên như thế. Chỉ có phần cái cặp đèn phản quang thì được đẩy lên cao hơn và đặt đối xứng qua cái biển số. Đây là tổng thể ngoại thất của chiếc xe Tucson 1.6 turbo màu đỏ đô. Hiện tại thì phiên bản này đang được niêm yết giá bán là 932 triệu, khá là cao. Tuy nhiên thì những công nghệ mà chiếc xe này mang lại tôi nghĩ là rất ổn. Về tính năng an toàn thì xe được trang bị phanh ABS, phân phối phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, chống trượt, chống trượt thân xe, cân bằng điện tử này, khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc cũng được trang bị luôn. Hệ thống chống trộm, 6 túi khí, và đặc biệt là có cái khung thép cường lực AHSS rất là chắc chắn. Cái phiên bản turbo này sử dụng động cơ 1.6 lít phun xăng trực tiếp các bạn nhé, đạt công suất 177 mã lực tại 5.500 vòng trên phút, công suất cực đại là 265 Nm tại 4.500 vòng phút, và đi kèm với hộp số tự động 7 cấp DCT. Khoang cabin đánh dấu cái sự thay đổi mà có lẽ là trong thời gian tới thì sẽ phổ cập nhiều hơn, chính là cái màn hình các bạn quan sát. Đó, đây là một cái màn hình theo cái phong cách gần đây nhất, được thiết kế cái dạng Fly Monitor, giúp cho người dùng quan sát trực quan hơn. Các chi tiết nút bấm rất là dễ thiết kế và đẹp mắt. Màn hình này hỗ trợ sẵn cả Apple CarPlay này, bản đồ vệ tinh dẫn đường. Đặc biệt là cái bộ xử lý Akami Premium Show cũng đã được trang bị, giúp cho chiếc xe có thể giải mã và đạt chuẩn kỹ thuật số 24 bit 192 kHz. Đi kèm với 6 loa cao cấp, đảm bảo cái âm thanh giống như ở nhà. Hiện tại chiếc xe Tucson này giá là 932 triệu đã bao gồm VAT, và có hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe. Các bạn có nhu cầu tìm hiểu về xe và lái thử, vui lòng liên hệ trực tiếp với bạn Ngọc Huyền theo số máy 0967 58 8585, phó phòng kinh doanh tại công ty Lê Văn Lương, để được hỗ trợ giá tốt nhất và giao xe sớm nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những cái video clip tiếp theo. Xin chào.